Chào mọi người em. Thì cái video trước mình đã nói về cái loại quay tốc thu nhanh này rồi. Thì hôm nay mình sẽ đổi qua chủ đề khác, sẽ không nói về cái loại quay tốc thu nhanh này nữa. Cái này để qua một bên. Đây. Hôm nay mình sẽ nói về cái loại routine này. Thì chắc nhiều bạn cũng đã biết về cái loại routine này rồi. Bạn nào đã từng xài chắc đã biết rồi. Thì cái này nó có gì khác biệt so với cái loại quay hôm trước mình nói, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp về những vấn đề đó cho mấy bạn. Thì cái này nó đây, mình nhìn ở cái bên ngoài của nó 100% casein, micellar casein routine đó. Thì cái này nó là casein nha mấy bạn. Casein là cái gì? Casein nó là một cái dạng protein hấp thu chậm. Hàng trước thì nó là nhanh. Hàng lần trước của mình nói là hàng titanium với hàng whey carnivore, thì hai thằng đó là protein hấp thu siêu nhanh. Còn cái thằng này nó lại ngược lại, nó là protein hấp thu siêu chậm. Cái này có nhiều bạn không có quan tâm tới đâu. Thì bây giờ mình thấy nhiều khi nhiều bạn chỉ quan tâm tới protein hấp thu nhanh thôi, còn cái protein hấp thu chậm thì mình không có quan tâm tới nó. Ít ai quan tâm tới những cái loại protein này lắm. Nhưng mà cái thằng này với thằng kia là hai thằng nó quan trọng như nhau nha mấy bạn. Cái protein hấp thu nhanh là để phát triển cơ bắp, còn cái protein hấp thu chậm là để làm gì? Là để giữ cơ bắp nha mấy bạn. Mình phải hiểu như cái vấn đề nó là như vậy. Thì một thằng là để phát triển cơ bắp và một thằng là để giữ cơ bắp. Tại sao phải giữ cơ bắp thì một tí mình sẽ nói sau. Thì cái này nó của cái hãng, cái này của cái hãng Lazada này các bạn. Cái hãng này rất là nổi tiếng về cái thị trường, về cái thị trường thực phẩm bổ sung trên thế giới nha các bạn. Hàng của Mỹ. Thì bên đây có cái hình của cái ông Lazada luôn nè, giống như Dr. Thanh đó các bạn, có hình của Dr. Thanh, còn cái này nó có hình của ông Lazada. COO Founder. Đây, các bạn có thấy không? À, ông này là giám đốc của cái công ty không có sung này nè. Ông này là COO đó. Ông này còn rất là trẻ. Thì cái này nó có những cái vấn đề gì mình cần chia sẻ. Chắc nhiều bạn cũng không có quan tâm gì nhiều đến cái loại protein này đâu. Nhưng mà mình thấy protein nào nó cũng quan trọng như nhau á. Tí nữa mình sẽ nói đến cái nhu cầu sử dụng của thằng này. Hay lắm nha các bạn. Nhiều khi mình chỉ quan trọng đến cái nhanh mà mình quên đi cái chậm. Giống như cái thằng kia là giống như là khi bạn mà đi ra ngoài đi lên chiến trường đó mà chiến đấu mà mang theo kiếm hoặc là mang theo súng mà quên không mang theo cái khiên, thế để chắn đạn các bạn. Thì cái thằng này là nó đó. Bạn thì chỉ nghĩ cũng nghĩ đơn giản, cũng chỉ vì kinh tế thì mình suy nghĩ mình xài cái quay nhanh thôi, còn quay chậm này thì mình cũng không quan tâm. Thì mình nghĩ đó cũng là một cái nguyên nhân, nhưng mà nếu có điều kiện thì mình nên xài cái này thay vì mình ăn một cái bữa ăn trước khi mình đi ngủ. Cái thằng này xài trước khi ngủ thì mình xài cái thằng này nó sẽ tốt hơn nhiều. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái thành phần của nó. Đầu tiên nó bao nhiêu gram cho mấy bạn. Này đầu tiên của nó đây, đây các bạn thấy không, nó có mấy con số nằm bên ngoài này. 52 liều dùng. Liều dùng so ra thì nó ít chứ nó không cao. Nếu mà mình so sánh cái liều dùng này với cái giá tiền so với cái loại quay mà hấp thu nhanh thì mình nghĩ cái này nó mắc tiền hơn nhiều. Tại vì nó 52 liều mà giá của thằng này là 1.650.000, mà nó chỉ có 52 liều thôi. Đó. Mình tính cái giá liệu đó mình nghĩ cái này chắc nó mắc hơn. Còn đầu tiên thì chỉ có 25 gram. Đây 25 gram.
đường thì có 1 gram, còn cái này nó là không. Cái này là không có màu nhân tạo nha các bạn. Khi mình đi mua casein thì mình nên loại lựa chọn một cái loại casein mà nó có đã ở đây là 100% casein đó. Thì cái quay đó là nó chứa 100% casein trong đây, nó không có nhiều tạp chất. Thì cái này cái công thức sản xuất của nó cũng là CFM, cũng như mấy thằng kia cũng rất là tốt, nó giữ lại hầu hết những cái protein quan trọng, giữ lại hết trong cái thành phần protein của nó giữ lại hết, không bị mất đi nhiều. Còn bên đây là cái label của nó, cái label của nó đây, một muỗng của nó là 35 gram, đây các bạn có thấy không, 35 gram, 35 gram mà nó chỉ có 25 gram protein thôi, thì nó còn 10 gram kia là những cái chất tinh tinh này. Còn calo nó chỉ có 120 calo thôi, vô cùng là thấp. Bạn nào mà đi thi mà xài những cái loại không có sung mà nó ít calo vậy, mình giữ cơ là rất là hợp lý luôn. Calo thấp, cắt nét rất là tốt. Fat thì nó 9 gram, calo không fat 9 gram, không phải 9 gram. Đây tổng fat ở dưới là 1 gram đây. Còn mấy cái này cholesterol thì 20 mg, nó không có nhiêu, mg thì rất ít. Sodium thì 110 mg, potassium 280, tổng carbon thì đó 4 gram. Chất xơ cũng có 1 gram nha các bạn, có chất xơ luôn đó nha. Đường thì 1 gram, protein 25 gram. Đây thì những cái phụ của bên dưới. Thì cái thằng này thành phần nó đơn giản lắm các bạn, nó cũng không có được thằng quay tốc độ siêu nhanh đã đơn giản, mà thằng này nó còn đơn giản hơn nữa. Thì cái thằng này cái cấu trúc phân tử của nó rất là phức tạp. Cái phân tử đầu tiên trong đây, cấu trúc của nó rất là phức tạp nha các bạn. Nó độc đáo, bởi vậy nó phải nó phức tạp như vậy cho nên nó mới hấp thu chậm. Nó hấp thu chậm để nuôi cơ cho mình. Thì mình cũng xin nó thêm một vài cái thông tin mà nó không có ghi ở trong đây. Những cái nhãn phụ này nó không có ghi đầy đủ nha các bạn. Thì theo mình được biết thì cái này của nó có khoảng 4 gram glutamine. Có 4 gram glutamin, nó có 5.5 gram BCA, thì đây cái này nó cũng có BCA phục hồi nữa, nó không có lutein, không có màu nhân tạo, cái đó thì nó không có, nó có hơn 5 gram các cái chuỗi acid amin phân nhánh tự nhiên nha mấy bạn, những cái đó thì ở trong đây nó không có ghi, nhưng mà mình tìm hiểu được thì những cái thông tin đó mình chia sẻ lại với mấy bạn, thì cái này mình uống trước lúc đi ngủ. Thì một lát mình sẽ chia sẻ về cái nhu cầu sử dụng. Cái bao bì này mình nhìn thì thấy nó không có được bắt mắt bằng cái quay tita, nhưng mà nhìn nó sang mấy bạn, cái màu nó rất là sang, không nhìn đẹp đó chứ. Nó cũng có đầy đủ tem nhãn, đây nó ghi trên đây à. Tem nhãn nó đầy đủ hết, sản phẩm nào cũng có cái này, mình không có sợ hàng giả, mua thì yên tâm. Cái này thì mùi sô cô la đây, cái vị của nó là sô cô la. Khối lượng của nó thì chỉ có 1,8 kg thôi, 40 lb tương đương với 1,8 kg. Nó không có được nặng như quay hấp thu nhanh. Thường thường thì casein liệu dùng nó ít hơn, khối lượng của nó cũng nhẹ hơn, nhưng mà cái giá tiền của nó không có rẻ đâu nha các bạn, giá cũng cao lắm. Cái hãng Lactada này thì nó sản xuất cũng rất là nhiều cái nhánh thực phẩm bổ sung nha mấy bạn,
như Liên Vô Đì là cũng có Lazada luôn, và hàng Liên Đồ Tán cũng có Lazada luôn. Các bạn nào mà xài rượu quảng cáo sức và chạc rồi thì cũng biết cái hãng nó là hãng gì rồi, cũng của Lazada luôn các bạn. Nó sản xuất cũng rất là đa dạng, những cái nhánh thực phẩm có xu mà đó. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái nhu cầu sử dụng, cái này xài lúc nào. Cái này nó không có giống như là cái hàng hấp thu nhanh. Hấp thu nhanh thì nó xài 3 thời điểm. Còn cái hàng này thì mình xài chỉ xài cái lúc trước khi đi ngủ thôi. Vì sao mình lại xài cái lúc đó? Thì bởi vì cái lý do là các bạn mà đi thi thì mình không nói. Đi thi thì mấy bạn đó thì quá rành rồi. Còn đối với người tập gym bình thường như mình thì ban đêm mình hạn chế ăn để mình không có tăng cân lên, không có bị mập ra. Nhưng mà trước khi đi ngủ mình không ăn thì mình sẽ bị đói. Bạn nghĩ là bây giờ mình ví dụ như mình đi tập về lúc 8 giờ đi, thì bạn uống một liều whey vô rồi 15 phút sau nó hấp thu hết rồi, là bạn phải ăn một cái gì đó để mà nó có chứa nhiều cái chất dinh dưỡng, ăn cơm này nọ. Nhưng mà mình ăn xong rồi thì cái khoảng thời gian mà từ 10 giờ đổ ra là nó bắt đầu đói rồi đó. Khi bạn ngủ rồi khoảng 1-2 giờ sáng là nó cái bụng bạn nó không còn cái gì nữa, bạn ngủ tới sáng là bạn sẽ đói, và lúc đó cái cơ bụng thiếu protein. Thì cái lúc đó thì khoảng thời gian mà từ 11 giờ đổ ra mà bạn uống cái này vô, thì trong cái khoảng thời gian mà từ cái lúc đó cho tới sáng hôm sau, bạn sẽ có được một cái lượng protein là 25g đó. Nó sẽ giữ cơ cho bạn cho tới sáng luôn, mình không có sợ bị mất cơ, nó là như vậy. Thì cái này nó thích hợp cho một cái dạng đầu tiên trải dài nha mấy bạn. Nó khoảng 8 tiếng nhưng mà mình tùy hao cho nó khoảng 7 tiếng đi. 7 tiếng là nó hấp thu hết, nó dài nó mất như vậy. Bởi vì nó cái cấu trúc đầu tiên nó rất là phức tạp, cấu trúc phân tử rất phức tạp cho nên nó hấp thu chậm là như vậy. Không có chậm mà rẻ tiền đâu mấy bạn, giá cũng rất là chua. Cái giá của nó mình có để trong website, và cái đường link website mình để phía bên dưới video nha mấy bạn. Bạn nào có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm thì mình đích chuột vào đó. Thì bây giờ có nhiều bạn mình như nãy mình đã nói rồi, cũng không có quan tâm nhiều đến cái sản phẩm này. Ngoài cái hãng Lazada đó thì mình còn một cái hãng nữa, đó là cái hãng Adamathai, cũng có casein nữa, thì hàng đó nó cũng tốt. Hôm nay thì mình chỉ nói đến cái hàng này thôi, còn casein của Adamathai thì mình sẽ chia sẻ cái video khác nha mấy bạn. Bạn nào có điều kiện thì mình nên đầu tư cái hàng này. Trước khi ngủ mà mình uống cái này vô nó yên tâm lắm. Bạn nào mà tập mà cái nhu cầu về cơ bắp của mình nó cao, mình không muốn bị mất cơ, muốn duy trì cơ bắp thì mình nên xài cái hàng này trước khi đi ngủ. Calo nó thấp lắm mấy bạn, 102 calo, nó không bao nhiêu. Mình uống cái này vô mình không có sợ mập nổi. Còn mình coi còn cái gì chia sẻ, mấy cái này tiếng Anh thì mình cũng không có dịch được hết nha bạn, nên nó có thể mình nhìn có thể đoán được. Nó chỉ chắc cái này là cách sử dụng, đây pha bỏ vào bình lắc pha, cái này máy xay sinh tố, cái này là pha chung với lại trái cây, sữa chua rồi này kia. Khi mình uống cái hàng casein này thì nó nâng cao cái hàm lượng amino acid cho mấy bạn, hàm lượng amino acid trong máu nó sẽ nâng cao lên. Cái khoảng thời gian của nó là 7 tiếng đồng hồ, 8 tiếng nhưng mà mình tự hao 1 tiếng thì còn 7 tiếng. Cái khoảng thời gian mà 7 tiếng đó thì nó sẽ cho phép cái cơ thể mình nó sửa chữa những cái mô cơ mà bị tổn thương cái buổi tập trước đó. Mình chia sẻ thêm về cái cách pha. Thì nhiều bạn pha cái này, cái bột của cái đầu tiên này nó cũng hơi bị khó chịu nha bạn, pha nó không có tan liền đâu, nó hơi khó. Bởi vậy mình phải biết một cái mẹo, mình pha thì nó sẽ không có bị
quấn tục ở trong cái bình lắc thì mình uống rất là khó chịu, mình lắc mà nó không có tan hết, nó còn một lớp nằm dưới đáy á, uống phí lắm, mình bỏ nó phí. Thì trước khi pha mấy bạn cho một chút xíu nước vào trong cái bình lắc, bỏ trước vào đó một tí, sau đó mấy bạn đổ bột vô, rồi đổ thêm nước vô nữa, độ khoảng 300-400 ml thôi, và cho lắm thì 500, như đó không vừa uống rồi. Thì bạn pha vậy thì nó sẽ không bị đóng cục, nó có một lớp nước ở dưới nó lót sẵn rồi, mình không có sợ bị đóng cục nữa. Nhiều bạn không biết cách pha, mình pha nó bị đóng cục, uống rất là khó chịu. Thì đó là một vài cái chia sẻ ngắn mình muốn gửi đến cho các bạn, bạn nào biết rồi thì thôi, còn bạn nào chưa biết thì có thể tham khảo thêm. Thì bạn nào có ý kiến hay hơn thì hãy comment ở bên dưới cho mình cùng nhau chia sẻ và trao đổi nha mấy bạn. Mình xin kết thúc cái video ở đây.